1, 2, 3. 1, 2. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình thấy cái trò này rất là vui các bạn. Đây, có cái cốc này và bên mình có mấy cái thìa này. Mình vừa thử tung một cái rồi nhưng mà vẫn chưa được. Đấy, các bạn hãy cùng mình thử chơi cái trò này xem. Mình sẽ đặt cái thìa xuống này các bạn. Và mình sẽ hất thế nào để cái thìa nó tung vào cái cốc này. Mình vừa thử rồi nhưng mà không được. Mình sẽ thử xem mình bao nhiêu lần thử thì mình sẽ hất được cái thìa vào cái cốc này. Các bạn hãy cùng thử chơi với mình một lần xem nào các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ sử dụng thử một cái cốc với là một cái thìa các bạn. Mình sẽ tung xem bao nhiêu lần mình sẽ hứng được cái thìa này các bạn nhé. 1, 2, 3. Cũng chưa được các bạn. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Yeah! Ba lần các bạn. Ba lần là mình đã hứng được cái thìa vào cốc này rồi. Mình sẽ thử một lần nữa nhé. Em có được không nào? Hay là mình may mắn nào? Một, hai, ba. Các bạn. Thôi bây giờ mình dùng một lần thôi, tăng độ khó lên chứ nhỉ? Mình sẽ gắn thêm mà hai cái cốc vào nữa, ba cốc và ba thìa. Không được cái nào các bạn ạ. Lại mất một lần rồi, không được cái nào. Một, hai, ba. Không được các bạn ạ. Lên ba cái độ khó căng quá. Lại xem nào. Mất hai lần chưa được lần nào luôn đấy. Một cái rất là dễ luôn nhưng mà lên ba cái khó. Nếu các bạn nào muốn chơi thử các bạn thử xem nhé. Cho các bạn mất bao nhiêu lần thì các bạn được cái thìa vào cốc nhé. 1, 2, 3. Yeah. Được một cái đấy các bạn ơi, còn hai cái. Cũng chưa được. Tiếp được nữa xem nào. Tiếp bộ rồi các bạn ạ, được một cái rồi. Tiếp tục nhá. 1, 2, 3. Yeah. Được hơn các bạn ơi, hai cái rồi. Lần này là có tiến bộ hơn nữa rồi. Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Lần thứ tư đúng không? Thứ tư rồi. Tiếp các bạn nhé. Thì nếu mà được 3 cái này vào rồi mình sẽ lại tăng độ khó tiếp. Để xem khả năng của mình có thể đúng được bao nhiêu cái cốc. Căng thẳng các bạn. 1, 2, 3. Không được lần nào luôn. Nản luôn các bạn ơi. Đây là lần thứ 5 các bạn ạ. Nhưng mà mới chỉ được hai cái chiều vào cốc để xem tiếp tục xem nào. 1, 2, 3. Nó vào rồi, nó nhảy ra với các bạn ơi. Xong được rồi. Ba. Ui trời ơi, chết được các bạn ạ.
Để hai cái, còn một cái này nữa thôi mà. Nó vào này như là đẹp rồi, không vào được. Được rồi các bạn ơi. Toát mồ hôi các bạn ạ, mà mãi vào được một lần duy nhất. Thời gian hơn luôn các bạn. Chơi trò này nó vui, cực kỳ vui luôn đấy. Coi như nó tập thể dục tay mình này luôn này. Nếu các bạn cứ thử xem các bạn mất bao nhiêu lần thì các bạn có thể hướng được như mình nhá. Mình thử cũng rất là nhiều lần mới hướng được ba cái cốc như thế này. Bây giờ hướng được ba cái mình sẽ lại tăng độ khó lên các bạn. Mình tăng kiến cốc và tăng kiến chiều nhằm khả năng của mình có thể hướng được bao nhiêu cái chiều và bao nhiêu cái cốc. Giờ mình sẽ tăng lên thành 5 cái các bạn. Bây giờ là 5 cái cốc và 5 cái chiều các bạn. Để xem mình có thể hướng được bao nhiêu cái nào. 1, 2, 3. Không được cái nào các bạn ơi. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2. Được 2, 4, được 4 cái các bạn. Còn 1 cái nữa rồi mình ra ngoài mất. Mình sẽ làm lại các bạn nhé. Sau lần thứ 3 thì mình được 4 cái rồi. Chín đơn rồi. Nhưng mà gọi là đây cũng là một thành tích rồi các bạn. Được 2, 4 cái tiền. Và một cái duy nhất này nữa. Được cái bên này, không được cái bên này. Bây giờ mình sẽ thử lại nhé. Mình đã thử cũng khá nhiều lần rồi các bạn. Ở 5 cốc này thì mới chỉ có 2 lần vào được 4 cốc thôi. Còn 1 cốc vẫn chưa được. Và lần này mình sẽ là lần cuối cùng các bạn nhé. Nhưng mà không được nữa mình sẽ dừng video tại đây. 1, 2, 3. Lần này không được cái nào luôn các bạn. Hất cái thìa vào cốc nhìn đơn giản thế mà nhưng không hất được á. Đây em chơi thử nào. Đấy, em bảo mà chơi thử. Để anh quay cho. Cho máy quay đây. Thử đi để xem có được không. 1, 2, 3. Nó chỉ úp vào cái miệng cốc thôi, xong rồi rơi ra rồi. Em cứ tìm. Thấy chưa? Thử tiếp à? Có, em cứ tìm cho một cái nào. Đi ra phải được một cái chứ. Tưởng dễ ăn lắm đấy. Thế cũng được giảm nào. Đấy nhá. 1, 2, 3. Mình thử khá nhiều lần rồi các bạn, nhưng mà nó không thành công nên mình kết thúc video tại đây. Chỉ được vào 4 cốc là hết rồi, không thể hơn được. Nếu các bạn nào muốn thử thì các bạn có thể thử ra. Các bạn có thể bao, các bạn có thể hất được cái chìa này vào bao nhiêu cái cốc các bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy thích video thì nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.